Ok, và anh chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubby Gaming đây. Và hôm nay thì mình sẽ mod siêu nhân DK Ganger đỏ các bạn ha. Đi tìm thằng xanh ác quỷ các bạn. Ok, thì hôm nay á là người anh em siêu nhân DK Ganger thì nó có một cái gọi là mối thù với lại cái thằng xanh The Killer này các bạn ha. Đó, thì tại sao nó lại có mối thù với lại thằng xanh The Killer này? Đó chính là tại vì Sun the Killer đã chiếm một cái khu trò chơi, một cái khu bãi biển và tàn sát rất là nhiều người đó các bạn. Đó. Và trong đó thì có một người anh em thân thiết với lại DK Ganger các bạn ha. Cho nên là DK Ganger đã lên lòng báo thù và quyết là phải tìm cho bằng được cái thằng Sun the Killer này để báo thù cho người bạn thân của mình. Và hôm nay thì nó suy nghĩ nữa làm các bạn ha. Đó. Và sau khi xảy ra cái vụ việc đó thì nó bắt đầu là bắt tay vào để đi tìm cái thằng Sun the Killer này liền ngay lập tức luôn các bạn. Thì nó đi tìm từ sáng giờ luôn các bạn. Nó đi tìm giống như là giang hồ tìm con nợ vậy đó. Không. Thì hôm nay là nó nghe đâu thằng Sun the Killer nó đang trốn trong đây nè các bạn. Không. Nó biết thằng DK Ganger này đi tìm nó cho nên là hôm nay nó tìm trốn trong đây nè. Đó. Mà DK Ganger ngày hôm nay đi qua đây tìm hoài thì vẫn không thấy cái thằng Sun the Killer đâu các bạn ha. Tại vì cái sân golf này rất là rộng và bự cho nên là khó để mà tìm lắm các bạn. Nhưng mà theo cái bán tính của thằng DK Ganger á thì mình chắc chắn là cái thằng xanh này Killer nó sẽ không ở đây đâu các bạn ha. Cho nên là mình sẽ tìm sơ sơ ở đây xem thử là có thằng xanh hay không. Ok. Và đặc biệt ngày hôm nay thì anh chàng DK Ganger đỏ này của chúng ta sẽ đi cái con da dép 125 các bạn ha. Đây chính là con da dép 125 huyền thoại. Các bạn, đây là một con xe huyền thoại trên channel của mình luôn. Đó. Khi mà DK Ganger đỏ mà đi trên cái con da dép đỏ này nữa thì còn gì bằng hả các bạn? Đấy, các bạn thấy chưa? Móc đầu xe mà gớt con xe luôn là các bạn biết cái này mới gọi đẳng cấp nè các bạn. Cái này mới gọi đẳng cấp nè. Chứ chạy xe móc đầu yêu vậy móc làm gì các bạn đúng không? Chạy xe móc gì nè. Ồ móc hết cây luôn. Các bạn thấy ghê chưa? Đó, té chịu thôi. Té chịu thôi chứ sao giờ đúng không các bạn? Chơi móc đồ là phải móc vậy. Đó thì mới đầu là nó nghe tin là có thằng xanh nó ấy chết mẹ. Rồi xong đi con xe của mình luôn rồi các bạn ơi. Mình không ngờ là có nguyên cái hồ nước bự chàng bản ngay trước mặt mình luôn á. Bạn một cái một mất luôn cái con da dép 125 mua mấy chục triệu đó các bạn. Thôi để mình lấy con xe khác ra. Nói chứ xe mình nhiều lắm các bạn ơi. Đó các bạn thấy không. Mình vừa spawn qua một cái là có liền một con da dép mới liền không. Ấy vừa chạy vừa bắn là sát thủ luôn nha các bạn. Cái con xe này nhanh lắm các bạn ạ. Ờ ngày hôm nay là ở trong đây là không có thằng Sun the Killer các bạn. Đâu mình vô đây mình tìm hả một tiếng hai tiếng đồng hồ rồi á. Chắc cái này là mình phải đổi chỗ thôi các bạn. Mình phải đổi chỗ đi tìm nó thôi. Ok bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi rồi các bạn ha. Nhưng mà giữa thời gian chùm điệp điệp như thế này thì làm sao mà tìm được cái thằng Sun the Killer này các bạn. Nhưng mà là cái thằng DK Ganger này các bạn, nó có một cái thiết bị gọi là khi mà nó đi tới gần mục tiêu nào mà nó cần tìm kiếm á thì cái mục tiêu đó nó sẽ hiện lên trên cái bản đồ này các bạn. Giống như là bây giờ mình đang đi ngang qua tòa nhà nè và mình biết là mấy cái thằng tội phạm nó đang ở trên đỉnh của cái tòa nhà này nè. Mình cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy chưa? Mình vừa đi ngang qua là mình biết tụi nó đang ở trên đây liền các bạn. Không biết là tụi đang làm gì. Thằng này đeo ba lô là chắc chuẩn bị đi ăn cướp ngân hàng hay là ăn trộm cắp gì đó các bạn. Đây à. Chứ không còn cách nào khác hết á. Đây này các bạn ha. Đây là cái cửa hàng gì đây. Để mình xem thử nha. À, đây là một cái Intonation Online. Đây nó có những cái trụ ATM này các bạn thấy không. Đó. Chắc là nó đang định cướp cái căn nhà này hay là làm gì đó. Thì mình bây giờ mình bỏ qua cho nó đi các bạn ha. Tại vì nó không phải là mục tiêu của mình ngày hôm nay mà mình cần phải tìm kiếm. Và bây giờ thì mình sẽ đi tới cái chỗ mà cái thằng Sun the Killer này nó tàn sát người bạn của mình. Đây mình sẽ đi ra ngoài cái biển đó các bạn ha.
Còn mấy thằng này thì hôm nay là mình không để ý nó rồi các bạn. Chứ mình để ý nó mình lên mình giết nó mấy hồi. DK đâu có sợ mấy thằng này. Này là cảnh sát DK đúng không các bạn? Theo mình nhớ là thằng này là cảnh sát DK các bạn. Lâu lắm rồi. Nhưng mà nghe cái câu DK nghe nó ngầu ngầu quá các bạn ha. Ok. Đây bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài biển để tìm cái thằng đó các bạn. Để tìm thằng San the Killer các bạn ha. Nhưng mà bãi biển này nó còn rộng hơn gấp mấy lần mà cái chỗ hồi nãy mình thả đi nữa các bạn. Cái chỗ sân golf nãy nó rộng gấp mấy lần luôn á. Nhưng mà theo cái thằng Ganger này các bạn, theo DK thì nó đã phát hiện ra được một cái tín hiệu, mà gọi là cái tín hiệu này là một cái tín hiệu nho nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng chắc chắn được là nó đã cảm thấy được giống như là có ai đó trên đây thì phải. Hiện bây giờ thì sau cuộc mà tàn sát của cái thằng San the Killer các bạn, thì ngoài đường với lại bãi biển này rất là vắng luôn, tại vì ở đây là xảy ra cuộc thảm sát mà bạn của thằng DK chết đây mà đó, cho nên là bây giờ ai cũng sợ cái thằng San này hết các bạn, cho nên là giờ không ai dám ra đường hết đó, chỉ có riêng mình thằng DK Ganger này nó đi tìm cái thằng San nó mới dám ra đường thôi. Ở ngoài kia có chiếc du thuyền nữa các bạn. Ngon các bạn thấy không? Ở ngoài còn có người nữa kìa. Cái người hay cái cờ ta, để mình coi thử nha. À cái cờ các bạn ơi. Chứ mình cho tiền của nó cũng không dám bây giờ gái du thuyền này chơi nữa. Đó là cái cờ thôi các bạn. Mình tưởng là ai đang đứng đó làm gì ha. Ê. À. Ôi các bạn ơi, mình đã thấy được cái thằng San the Killer rồi các bạn. Ủa, có ai thấy được cái thằng San the Killer là giống như mình không? Ê. Trời ơi, đang đứng múa cột các bạn ơi, San the Killer đứng múa cột. What the hell, các bạn đã từng thấy cái cảnh mà San the Killer đứng múa cột chưa? Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái bộ mặt nham nhở của nó khi mà nó múa cột nha các bạn. Trời ơi, nó làm như nó là mỹ nữ chân dài vậy các bạn. Nó làm như nó là một cô nàng nóng bỏng vậy, đừng nói với mình là San là 3D nha. Cái thằng này sang qua nhớt của các bạn ơi. Nhìn bề ngoài thì rất là quái vật máu me nhưng mà ở bên trong thì rất là nà ní. Ây à, đang múa cột nè. Trời ơi. À, mình biết rồi các bạn. Rất có thể là khi mà không có ai nhìn thấy nó, không có ai quan sát được nó, thì nó sẽ lộ cái bản tính thật của nó ra, lộ cái giới tính thật của nó ra các bạn. Theo mình nghĩ là như vậy. Ghê thiệt chứ. Nhờ mình không đùa đâu. Wait. San the Killer. Mày đang làm cái trò quái quỷ gì hả? Ngày hôm nay tao tới đây để tìm mày. Một là tao bắt mày đền mạng. Còn hai là tao bắt mày đi giao cho chính quyền nhà nước. Vì mày đã làm ra một cuộc tàn sát kinh hoàng ngay tại chỗ này với một mình mày mà mày đòi bắt tao hả? À, tao nhớ không lầm, có phải mày là siêu nhân cảnh sát DK Ganger không vậy? Nhưng mà bây giờ cho dù mày có là thằng nào đi chăng nữa, mày cũng không bao giờ bắt được tao đâu DK à. Mày mạnh miệng quá ha. Cho dù mày là một tên sát nhân vạn người sợ, nhưng mà đối với tao, với cây súng này ngày hôm nay trên tay, tao có thể bắn vỡ sọ của mày. Mày đừng có mà khinh thường người khác. À, mày tưởng mày có súng rồi mày ăn hiếp tao đúng không? Đâu có dễ gì đâu DK Ganger. Mày xem đây, đàn em của tao ở đây rất là nhiều, không có thằng nào sợ mày đâu. Cái gì? Mày còn có đàn em nữa hả? Ở đâu?
Mau kill đây. Từ từ, đừng gấp gáp chứ hả? Rồi mày cũng sẽ thấy tụi nó thôi. Mày hãy chuẩn bị coi những cái thằng đàn em của tao đây nè. Mày thấy chưa, DKGG, kiểu này có một mình mày qua đây thì chắc là mày không còn đường trở về đâu, DKGG à. Thật ra là tao chỉ dụ mày kêu hết những người anh em mà ra đây thôi, để tao tiêu diệt một lần một luôn. Chứ mày nghĩ ngày hôm nay qua bắt mày mà tao đi một mình tao hả? Mày non quá trời luôn, son the killer à. Mày nghĩ mày có anh em, còn tao không có anh em à. Được rồi, bây giờ mày hãy coi tao đây. Đấy, mày thấy chưa, son the killer. Đây là 500 anh em DK Ganger của tao đã chuẩn bị từ trước. Mày đã bị mắc bẫy rồi San. Bây giờ tụi bay chuẩn bị chịu chết đi ha. Cho dù mày có dụ tao hay là không, ngày hôm nay mày kéo bao nhiêu người ở đây, tao cũng tiếp mày hết DK. Rồi, chuẩn bị chơi hết anh em. Ôi à, đâu đông vậy? Này thì San được killer. Này, tao sẽ tiêu diệt hết tụi bay. San được killer à? Anh em cẩn thận nha. Hôm nay rủi đông lắm đó. Rồi. Mấy người anh em của mình cũng bị chết hết mấy thằng rồi. Mày hả mày, San the killer hả mày? Ôi mày, ôi tuổi đông quá vậy. Ôi anh em mình chết khá nhiều luôn rồi các bạn. Nhưng mà không sao, vẫn còn đông các bạn. Ôi cỡ cái thằng này sao anh em không bắn nó, để nó bắn tỉa anh em mình vậy. Ôi anh em mình chết không quá trời luôn các bạn. Để mình xung phong lên mình tiêu diệt nó. Mày, mày hả mày? Còn thằng nữa các bạn ơi. Mấy thằng núp lùm nó cho ăn đủ đạn. Ôi vậy mày không chết. Ê cái mẹ mình chơi lộn anh em của mình luôn rồi. Thằng này núp đâu vậy ta? Mình lên giết nó mới được. Mày núp với tao hả? Đâu rồi, còn thằng San kia đâu rồi? Ủa cái thằng này đúng trâu luôn các bạn. Nhưng mà không sao, anh em mình còn đông. Mày hả mày, San được kêu lời hả mày? Ê, tụi nó vô nữa rồi anh em. Đây mà phải lấy súng khác bắn thôi các bạn. Mày hả mày? Ồ như mình cảm giác là hả, cái tụi San này sắp đổi thêm nữa rồi các bạn, đúng không? Trời, ở bên dưới còn quá trời luôn các bạn ơi. What the hell? Đây đây đây.
Thôi, ở đâu mà sao băng đảng nó nhiều vậy? Killer mà sao nhiều băng đảng quá vậy? Còn cái thằng này bắn hoài bắn nãy giờ không chết. Mà anh em mình nãy giờ bị thiệt hại quá trời luôn rồi. Đây, để mình chặn cái cửa này các bạn. Mày hả mày? Rồi bắn ở đâu vậy? Bắn đồ búa luôn xua luôn các bạn ơi. Ý dạ. Đây đây. Mày núp hả mày? Đây đây. Cái hàng nào bên đây nó có bắn mình hoài ta? Đây đây. Nó lại dưới đây các bạn ha. Mày hả mày? Để mình xuống đây mình tiêu diệt mấy cái thằng nằm ở dưới đây mới được. Rồi dưới đây còn không? Đây còn. Nó dưới bắn lên anh em của mình. Mày hả mày? Rồi hết rồi các bạn. Bây giờ lên trên hết rồi. Anh em của mình gán cầm cự nha. Sao thấy còn có leo que mấy thằng vậy? Mày hả mày? Em vẫn còn đông các bạn ơi. Rồi còn mấy hàng lẻ tẻ đâu kia mất tiêu rồi. Rồi còn có thằng này bắn hoài bắn không chết luôn các bạn ơi. Ê cái hàng này mình đồng da sắt hay gì vậy mày? Sao mình thấy còn mấy thằng ở đây nữa thì phải. Mà bắn như nó không chết luôn kìa. Anh em mình còn mấy thằng nữa các bạn ơi. Đâu mình thấy còn vài thằng đang chạy dưới đây nè. Ê à, thì ra là có thêm mấy thằng nằm dưới đây nữa các bạn. Mày hả mày? Thôi để mình lên bờ mình cho nó ăn chế độ đạn khỏe hơn. Mày hả mày? Mày. Mày bỏ chạy. Mày bỏ chạy mày. Đang bắn nhờ bỏ chạy mày. Ok. Và như vậy là mình đã tiêu diệt xong hết mấy cái thằng mà săn được killer luôn rồi các bạn. Để mình chạy lên mình xem anh em mình coi. Sao không động tĩnh gì hết vậy? À, chắc mình nghĩ là anh em của mình đai hết luôn á các bạn. Thôi à, sao thi thể cháy đen hết trơn luôn rồi? Nếu mà thi thể cháy đen vậy
có khi nào có thằng Sun được killer rồi nó chơi anh em mình mấy quả bơm hay là mấy cái quả bazooka gì không đây? Thật là buồn cho mấy người anh em của mình. Đây là một sự hy sinh là vô cùng đau đớn luôn các bạn. Nhưng mà đổi lại thì mình cũng đã giết sạch được hết cái đám Sun được killer rồi. Coi như là cũng chút bỏ được một phần gánh nặng rồi các bạn ha. Ok. Và như vậy thì video siêu nhân DK Ganger tiêu diệt cái mấy cái hàng Sun được killer này của mình tới đây kết thúc. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Và nếu như các bạn cứ yêu cầu hay là có ý kiến thì các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình nha. Ok, và mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của mình.